Hôm nay có buồn gì bếp nè, để đi thử coi coi cháu này ăn được không. Tới trưa nhìn thấy bóng quá, coi chừng non nữa. Thử rồi, lâu quá không ăn gì bếp. Đi ra thử. Rồi, có vũ khí liền. Chơi liền. Cái nước là mình phải kẻ trên đầu rồi nghe quý vị. Xà xà để nó văng. Lì quá. Không chịu ra nữa. Đó. Ra rồi. Chắc già quá. Sao đây? Trực tiếp trên đây luôn. Dở vậy. Dao lục dữ vậy. Wow, dạ tiêu rồi, tiêu. Cỡ này là cứng cại, cứng cại giống như dừa nạo mà cứng cại vậy. Ăn thử miếng, dạ nại lên là dính cái sơ ở dưới. Dính cái màu luôn. Wow wow. Wow, sạch này nếm thử rồi. Lâu quá không ăn. Rồi, mời quý vị nha. Cứng quá. Không ổn mà. Thôi bỏ cuộc luôn. Đi chỗ khác tiệm gì đó ăn chứ này là không ăn được. Cứng quá. Mất mùi vị hết rồi. Rồi bây giờ mình mời cả nhà mình cùng đi đặt cái sặc nha. Mình mới đặt khoảng 10 phút rồi. Bây giờ mình đi thăm nè. Đây bên kia. Đằng kia là cái lợ của mình đặt kìa. Nó còn bọt trong đó đó. Đây mình qua bên kia mình thăm cứ coi sao. Không thấy động tĩnh gì hết vậy. Thúi hẻo nữa. Wow. Có. Có quý vị ơi. Đây. Lưng tưng. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1. Ồ, vậy là 8 con. Có lý. Lý. Đây nghe quý vị. Trời nắng quá nhìn không rõ. Đây. Đây. Chắc trời chói nắng quá quý vị nhìn thấy không rõ mong quý vị thông cảm nha. Không biết đặt có hay không, cá sặc cũng khôn lắm quý vị. Nên mình mua tạm thời có 2 cái à. Đây là những cái bọt trắng trắng vậy là quý vị mình vớt những cái bọt như thế nè. Vớt những cái bọt như vậy là mình lùa cho nhẹ cho khéo vào trong cái lờ của mình. Nó nằm trọn ở trong lờ là, rồi mình bắt đầu mình chờ thời gian là có kết quả.
Bên kia kìa, bên kia mình cũng có đặt một cái nè quý vị. Đang lát đi qua bển thăm coi như thế nào nghe quý vị. Bây giờ mình chút cá của cái kia ra. Rồi bắt đầu mình chút cá ra. Hôm nay tính đi chưa, trời chưa nắng đi đặt đi chặt dừa nước ăn và giải khát, mà gặp dừa nước già xui quá, giờ đi đặt cá sặc cho vui. Đây mình chút cá ra đường này nghe quý vị. Đây tận dụng cái khe hở chút ra. Đó, đó, nhảy đi, nhảy, nhảy. Nhảy, nhảy, nhảy. Nhảy. Nhảy tùm lum hết rồi. Đây một em bỏ vô. Hai em. Ba em. Đây toàn là sặc gần không nè. Đây là sặc gần, sặc gần, sặc bướm nè. Sáu em. Bảy em. Quá kia. Tám em. Đây. Vào trong bơi tung tăng đi con. Rồi tiếp tục đi đặt cái khác rồi mình thăm cái kia luôn. Không biết người ta làm sao chứ mình thì mình chế đơn giản. Là cái sặc này nó không có gì mà phải gườm gà. Là cua thì mình còn phải cài cái chỗ giáp mí nè cho nó chắc, sợ cua nó bò ra. Còn cá sặc thì sợ, khỏi sợ đi, nó yếu lắm. Mình chỉ cần làm cho khích lại, bắt đầu mình dùng cái cây để mình ghim ngay chính giữa để nâng lên hạ xuống theo cái mực nước ấy, cho nó cố định lại cái lò, đừng có bị tuột lên tuột xuống, vậy là ok. Rồi tiếp tục đi thôi, làm mẻ khác. Đây đằng kia nè, đằng cái bờ dưới cái gốc bụi lùng nè, có cái ổ trắng trắng nè quý vị. Phóng to lên cho quý vị cùng xem nha. Đó, có cổ trắng trắng nè, mình sẽ đặt một cái lợn ngay chân chỗ đó. Một tay mình cầm máy rồi hai tay mình đặt nữa, nên để mình đặt xong rồi mình quay cái chỗ đặt cho quý vị cùng xem nha. Rồi đây mình đã đặt xong rồi quý vị. Đó, mình đã đặt xong rồi. Rồi chờ thời gian là biết kết quả thôi. Đây mình đi lại mình thăm cái này. Biết có không đây. Ồ, gung 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 gung. Đó quý vị thấy không, gung 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 đó, đó. Rồi, ngon rồi, ngon rồi. Gung ginh là có cá. Dỡ lên, dỡ lên, dỡ lên, dỡ lên. Dỡ lên. Khó quá. Lội xuống miếng. Ú. Đây, cái gì? Bốn em, bốn em. Kệ. Sống tạm qua ngày được, giải trí vui thôi. Khô khô. Bốn em, bốn em. Đây. Đó. Rồi tiếp tục cho mèo vào thùng. Này thì lát nữa quay trở xuống thăm đó. Mình rửa nước cho sạch cái lờ ra. Sạch sẽ. Quý vị biết không, lúc này tại trời nắng gắt quá. Với lại gần tới những cái cơn mưa đầu mùa là cá sặc nó tranh thủ nó đẻ, nó tạo bọt để nó đẻ, nên lúc này là bắt đầu mình đặt cá sặc được rồi.
kìa. Ra thôi, ra thôi. Ra thôi, ra thôi, ra thôi. Ra, ra. Bốn em. Bỏ vào. Sống hết. Rồi, bây giờ mình tiếp tục đi làm một mẻ mới. Rồi, vậy là xong. Tiếp tục làm một mẻ mới tiếp. Bên mé mương bên kia có một cái bọt mới nè quý vị. Đây. Cái bọt trắng trắng này nè. Mình sẽ đặt một cái lợi ngay chân chỗ đó. À, cái mé này nó cao quá. Nó có bề lài quá. Phải lội rồi. Đây mình đã đặt xong rồi quý vị. Đây cái lợi của mình đây. Mình phải lội ở trên cái mé từ trên cao nè. Lội xuống thấp. Sình bùng khâm. Review cho quý vị rồi phải ướt cái giò, ướt cái chân rồi. Dơ cái giò. Rồi giờ mình chờ tí xíu nữa mình thăm rồi mình review cho quý vị cùng xem nữa nha. Rồi bây giờ mình cùng đi thăm lờ tiếp thôi quý vị ơi. Đây bây giờ mình thăm cái này. Rồi một lát nữa mình sẽ thăm cái bên kia. Thăm cái này hơi khó. Để mình thăm rồi mình dở lên coi có hay không rồi mình review cho quý vị thấy luôn nha. Cái chỗ này làm như bãi nó còn mới quá. Nó khôn quá. Không có gì hết quý vị ơi. Để mình đi sang cái bên kia mình thử coi có không. Cái bên đây cũng không có thấy động tĩnh gì hết. Để mình dở lên luôn. Đây quý vị ơi, một con bảy chầu và một con cá sặc. Này hôm nay đặt vô bảy chầu nữa. Siêu quá. Con bảy chầu con cá sặc. Kệ có đỡ hơn không. Hốt mày hết. Xuống ra ra con ra ra. Mới thấy lần đầu tiên dính cá sặc và được con bảy chầu. Đó, nhảy nữa. Nhảy nhảy. Bảy chầu làm như cá ly thia đó quý vị. Đấy, con bảy chầu tám chầu gì cũng vô hết. Em xin mời vào. Rồi tiếp tục làm mẻ kế tiếp. Rồi bây giờ mình sẽ làm một mẻ dưới cái lồng cái cây bụi môn này nè. Đây những cái bọt trắng trắng này quý vị. Đó. À, bên đây nữa nè. Mình sẽ vớt những cái bọt này bỏ vào chia đều cho hai cái lờ và xem kết quả thôi. Đây là môn ngọt nha quý vị. Đây là môn ngọt không phải môn ngứa đâu nha. Môn ngọt thì nó có cái chấm đen nè quý vị. Và lá nó tròn tròn. Còn môn ngứa nó không có chấm đen mà lá nó nhọn nhọn. Rồi vậy là đã xong. Ok. Đã đặt hai cái vào vị trí. Rồi chờ cá vào bẫy thôi. Trong lúc chờ cá vào bẫy mình đi thăm một cái bẫy mới sáng tạo mới nè quý vị. Cho quý vị cùng xem nữa nha. Đây mình mới đặt lưới giăng bẫy nè. Giăng bẫy cá sặc nè. Để mình thăm coi có không quý vị. Đây là cái bẫy mới sáng tạo của mình đây. Mình dùng một cái lưới vuông. Có không đây? Rửa lại.
có một em có hủ gì ơi. Hai em, ba em. Kệ. Có đỡ hơn không? Đây quý vị. 1, 2, 3, 4. Rồi lên thôi. Rồi. Cái bẫy này được 4 em. 1 nè. 2 nè, 3 nè. Kia là 4 nè. Đó, mà sử dụng một cái khổ lưới vuông như vậy nè, mình luồn dây xung quanh giống như một cái chụp gió của miền Tây vậy, cái nhá vậy đó. Đó, luồn cây xung quanh, mình sử dụng hai cái thanh tre nhỏ như thế này để làm cái cây để mình cắm dưới nước. Rồi vậy là mình bỏ xuống nước thì mình đặt thôi. Rồi cùng gỡ cá quý vị đây. Rồi mình cho vào thùng luôn. Khô. Đủ khô rồi quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ dở thăm coi thế nào nha quý vị. Tôi thấy yên tĩnh nữa quá. Sao đây? Không tới trời. Có không? Không có một con luôn. Quá hay, quá giỏi. Còn bên kia thì sao? Cái kết đắng lòng quá. Đây sao đây? Đây cũng không có luôn, quá hay vậy trời. Rồi hai cái cối nghỉ mà cái kết đắng lòng quá. Rồi hôm nay mình đã chia sẻ buổi review đi chặt dừa nước và kết quả thì cũng quá trời là đắng lòng luôn. Rồi mình đã chia sẻ đi đặt lờ cá sặc luôn, cũng có cá mà ít, cũng đủ khô. Chuyến cuối thì hai cái kết quả đắng lòng quá. Rồi mình xin kết thúc video. Nếu quý vị nào thấy video này hay và bổ ích, nhớ like và cũng như subscribe kênh Lộc Phương Miền Tây nha. Và nhớ đăng ký mở tiếng chuông để nhận thêm nhiều video hay nhất và mới nhất khi mình ra video mới nha. Rồi hôm nay mình video là chỉ mang tính giải trí vui vẻ buổi trưa trời nóng nực thôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một video kế tiếp. Bye bye quý vị nha.